Thưa quý vị, chào đón quý vị đang quay trở lại với Hôm nay ai đến. Có một điều mà chắc chắn là tôi có thể chia sẻ với quý vị khán giả, đó là cô bé này rất là tự tin trong những cái công việc học tập của mình. Kết quả học tập của em như thế nào nhỉ? Em nghĩ là kết quả học tập của em đã cố gắng hết sức để đạt được kết quả đó. Một trong những rào cản của rất là nhiều những bạn trẻ sinh viên bây giờ đó là tin học này, đó là kỹ năng mềm này, đó là ngoại ngữ này. Những cái thứ đó có phải là rào cản của Linh không? Tin học thì em có biết đôi chút, còn ngoại ngữ thì em chưa thật là giỏi. Kỹ năng mềm thì em có phải trau dồi thêm rất là nhiều đấy. Em đang trau dồi những kỹ năng đó bằng cách nào? Về môn tiếng Anh thì em vẫn đang cố gắng học, tự học và trau dồi. Cách là em vẫn thường là lên mạng tìm đề và trau dồi 4 kỹ năng nhé. À, tức là tự học. Thế mục tiêu trong tiếng Anh của em trong thời gian sắp tới là gì nhỉ? Sau khi ra trường thì em muốn có một chứng chỉ IELTS. Có một chứng chỉ IELTS. Vâng. Một trong những chứng chỉ mà những bạn trẻ rất là cần thiết, đúng không nào? Không chỉ là để cho người khác thấy rằng là mình có điểm số như vậy, mà còn cần thiết cho công việc nữa. Vâng. Thế thì em nghĩ rằng là có khó không để đạt được một cái mức IELTS nào đó, ví dụ 7.0, 7.5, 8.0 chẳng hạn? Em nghĩ là phải cố gắng rất là nhiều. Ngày hôm nay chúng tôi có mời đến đây một vị khách mời thì lắng nghe tất cả những mong muốn này, những chia sẻ này của em, và hy vọng rằng là em sẽ phát triển với những kỹ năng hoàn thiện. Xin được mời chị vào trường quay ạ. Chị Ngọc Anh sẽ giới thiệu rất là nhiều niềm vui mà đến những niềm vui cho em. Chào em. Xin chào chị, mời chị ngồi. Chị Ngọc Anh ơi, nãy giờ chị ngồi trong phòng máy của trường quay Hôm nay ai đến thì chị đã nghe câu chuyện của bạn Linh, đúng không ạ? Vâng. Rất ấn tượng. Trong những cái điểm mà chị thấy rất là thích ở em, đấy là em là một cô bé vẫn còn nhút nhát, vẫn còn thiếu tự tin, nhưng mà em rất lạc quan và em có những cái niềm tin vào cái tương lai của em, thì chị thấy đấy là cái mà chị đặc biệt ấn tượng ở em. Vâng ạ. Và chị ơi, quý vị khán giả truyền hình và Linh cũng rất là thắc mắc là không biết là niềm vui ngày hôm nay chị mang đến là từ đơn vị nào, niềm vui đó sẽ cụ thể ra làm sao? Chị thì đến từ bên hệ thống Anh ngữ AMES. Bên chỗ chị thì có 20 trường Anh ngữ trên toàn quốc. Và khi mà em vừa mới nói về chuyện là cái mong muốn của em ý, là để có được tham dự cái chương trình IELTS và đạt được cái điểm số như là mong muốn, thì chị mừng vô cùng luôn. Bởi vì là chính là ngày hôm qua chị còn cân nhắc rất là, chị nghĩ là không biết là em sẽ cần gì, không biết một cô bé như em sẽ cần gì về trình độ tiếng Anh. Thế và chị suy nghĩ là có thể là em rất là cần về giao tiếp tiếng Anh. Nhưng mà cái mà bọn chị hôm nay mang đến đây và chị mong muốn đó là một cái bất ngờ đối với em, đấy là cái khóa học luyện thi IELTS trị giá 30 triệu cho đảm bảo đầu ra. Em muốn là em có thể đạt được đến trình độ tiếng Anh IELTS bao nhiêu, là bên chỗ chị sẽ giúp đỡ em để có thể đạt được cái mong muốn của em. Và đây, cái khóa học tiếng Anh này nó khá là đặc biệt, bởi vì là em rất là chủ động về mặt thời gian. Em có thể muốn học vào lúc nào cũng được, chứ không nhất thiết là phải là em phải đến trong một giờ cố định. Và đồng thời là em cũng có thể chủ động ở những cái điểm học. Và nếu mà em cố gắng ý, thì em sẽ đạt điểm IELTS rất là cao trong thời gian ngắn. Và chị chúc mừng em, chị hy vọng là em sẽ đạt được điều đấy. Cảm ơn chị ạ. Cảm ơn em. Em chả có thể thấy được sự ngạc nhiên của Linh khi mà chị nói về việc là hệ thống Anh ngữ AMES trao tặng khóa học luyện IELTS trị giá 30 triệu đồng dành cho Linh. Linh muốn chia sẻ điều gì với cả khách mời của chúng ta và khán giả truyền hình? Em rất là cảm ơn chị đã trao cho em cơ hội này. Tại vì thật sự là để mà học được cái một cái khóa học mà trị giá 30 triệu ấy, thì thật sự rất là khó đối với em và gia đình ạ. Bọn chị rất là muốn đồng hành với những cái bạn mà có nhiều những cái nỗ lực cố gắng như em. Thế có một cái chi tiết nhỏ này mà chị cảm thấy rất là vui ý, bởi vì là chị cũng là học trường luật gia. Thế sinh viên trường luật. Chị là cựu sinh viên trường luật. Vâng ạ. Thế nên là khi mà biết về Linh là chị bảo chị quyết tâm là chị sẽ phải có một cái điều bất ngờ để tặng cho Linh. Và chị rất là mong, bởi vì em có nói về cái ước mơ, cái lý do tại sao em vào trường luật.
đấy là nó có cái khoa về luật cho người khuyết tật. Vâng, hồi chị học thì chưa có. Vâng, thế nhưng mà em có một lý do vô cùng là thuyết phục để mà em theo học cái đó. Vâng. Và tôi nghĩ rằng là ngày hôm nay là một cuộc gặp gỡ đầu tiên, cái duyên của hai chị em thông qua hôm nay ai đến thì chắc chắn là Linh sẽ phải có một cam kết nhá. Bởi vì chúng ta việc những thầy cô giáo hay là MS dạy học thì đó là phương pháp giáo dục rồi, nhưng quyết tâm để đạt được điều đó hay không thì lại phụ thuộc phần lớn vào học viên, đúng không nào? Linh hãy cố gắng nhá. Bây giờ coi như là một cuộc thi tuyển để chọn lớp đầu vào đi chị ạ. Nhưng mà cuộc thi tuyển này rất là đặc biệt, tại hôm nay ai đến không phải là nói tiếng Anh hay là viết hay là nghe như những bài thi bình thường, mà là hát bằng tiếng Anh. Vì tôi biết là cô bé này cũng rất là thích hát và hát rất là hay, thì anh Tố đề nghị đột xuất như vậy có được không? Được. Bài gì nhỉ? Bài All of Me được không ạ? Ok, mời em. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind. Cause all of me loves all of you. Cảm ơn em rất nhiều. Cảm ơn em đã đến với chương trình này để chia sẻ nụ cười của mình. Ngày hôm nay nhiều khán giả sẽ nhìn thấy sự rụt rè của em. Đó là điều dễ thấy ở những cô cậu sinh viên, đúng không ạ? Khi lần đầu tiên đến với trường quay, khi lần đầu tiên chia sẻ câu chuyện của mình. Không sao cả. Nhưng quan trọng là người ta nhìn thấy ở bên sâu trong tâm hồn của em là một cô bé nghị lực, giàu tình cảm, yêu thương gia đình của mình và rất là tự tin và quyết đoán trong công việc. Hãy tiếp tục thành công hơn nữa nhé. Cảm ơn anh. Và đồng thời cũng rất là cảm ơn chị khi đã nhận lời. Chúc chị sức khỏe. Cảm ơn em. Vâng ạ. Hy vọng sẽ còn đồng hành với cả chương trình rất là ý nghĩa này. Vâng ạ. Trong những cái buổi sau. Chắc chắn rồi. Vâng ạ. Cảm ơn chị. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi hôm nay ai đến. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chúng ta vẫy tay chào khán giả nhé.